Xin chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách giải chi tiết từng bước một cho câu này như sau. Bây giờ chúng ta muốn đi tìm cực trị của hàm số gx này thì chúng ta phải đạo hàm nó lên. Đối với cục này, chúng ta sẽ đạo hàm dây chuyền thì nó sẽ ra như thế này. Đạo hàm của x mũ 3 đó chính là 3x bình phương. Đạo hàm của x bình phương đó là 2x. Như vậy, đạo hàm của x mũ 3 ở đây chúng ta sẽ có là 3x bình phương. Đạo hàm x bình phương là 2x. Như vậy, số 3 nhân 2 là 6. Ở đây là 6x bình phương trừ 12x bằng. Cái này khi chúng ta muốn đi tìm cực trị thì chúng ta phải lấy g(x) bằng 0. Thì khi đó nguyên cái cục này sẽ bằng 0. Đối với cục này chúng ta sẽ lấy 3x ra bên ngoài. Còn này chúng ta sẽ lấy trừ 6x ra bên ngoài. Như vậy chúng ta sẽ làm những chữ chung là 3x với x cộng 2. Như vậy chúng ta sẽ tính được x bằng 0. X bằng trừ 2 và cái cục này sẽ bằng 2. Bây giờ chúng ta quay lại cái hình. Ở đây là cái hình của F phẩy. Chúng ta thấy ở đây có số 4. Như vậy số 2 sẽ nằm dưới số 4. Và chúng ta sẽ kẻ đường Y bằng 2 ở đây cho cái cục này. Thì chúng ta thấy rõ, ở đây có 4 giao điểm. Mình đặt ở đây là f'x lớn nha. Như vậy, để cho f'x lớn bằng 2, thì x lớn này phải bằng cái vị trí này. Mình gọi đây là trừ 2 nè. Vị trí này là 0.5. Vị trí này là số 3. Và vị trí này số 5. Thì x lớn bằng trừ 2, 0.5, 3 và 5. X lớn đại diện cho x nhỏ mũ 3 cộng 3x nhỏ bình phương. Thì ở đây chúng ta sẽ có là trừ 2, 0.5, số 3, số 5. Bây giờ chúng ta đẩy trừ 2 sang bên trái, 0.5 sang bên trái, tương tự 3 và 5. Thì chúng ta sẽ sử dụng Casio để tìm xem có bao nhiêu nghiệm thực. Thì chúng ta ở đây có một nghiệm thực nè, 3 nghiệm thực, 3 nghiệm thực và một nghiệm thực. Như vậy ở đây chúng ta có x bằng 0, x bằng trừ 2. Ở đây là có hai nghiệm rồi nè. Như vậy chúng ta cộng lại hết tất cả lại. Thì chúng ta sẽ có đáp án cuối cùng. Như vậy chúng ta phải đi tìm là số 10. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình.